ông Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Em ghét chồng em lắm, tại vì chồng em là mang tiếng là lì nhất trong lớp. Ghét của nào trời cho của đó là như vậy. Tụi em chia tay chỉ có một lần à. Ngay bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Mà hai em giới thiệu về mình. Em là Trường Giang, năm nay em 23 tuổi và em đang làm thiết kế cho một công ty quảng cáo. À, còn em? Em tên là Cẩm Tiên, em là kế toán, năm nay em 23 tuổi. Ồ, toàn là những tên nghệ sĩ. Trường Giang và Cẩm Tiên. Bên Hà, bên cải lương đó. Dạ. Em biết hát cải lương không? Dạ biết. Hát câu được không? Dạ được. Bye. Cái chất giọng này là giọng hay là giọng đó. Em hát một câu của bài Lá Chầu Xanh. Cho một tràng pháo tay nữa để Lá Chầu Xanh xuất hiện. À. Thương nhau cao bộ làm đôi mình, một lá chầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về tan buổi chờ, em chờ hoài giọng tiếng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nở thì một lá chầu xanh cũng nên dở nên chồng. Trời ơi, tuyệt vời quá. Nhớ nghe nè, hai bạn còn quá trẻ như vậy. Vậy thì lần đầu tiên các bạn gặp nhau lúc đó mấy tuổi? Lần đầu tiên tụi em gặp nhau là năm đó năm lớp 10. Tụi em biết nhau nhưng mà học khác lớp. Em là đội cờ đỏ. Em ghét chồng em lắm, tại vì chồng em là mang tiếng là lì nhất trong lớp. Nói chung là quậy phá nhất trong lớp á, nên em ghét lắm. Chọc người này chọc người kia cho nói chuyện rồi em phải ghi vô sổ. Ấn tượng của em rất là xấu. Rồi, em có biết là bạn này hồi đó là bạn ghét em không? Em không biết là có ghét hay không, nhưng mà em bản thân em thì em rất là ghét những cái người như vậy. Thường em bị mời phụ huynh á là do những cái người như vậy thôi. Hai nhỏ ghét nhau tới lớp mấy thì hết ghét? Tới lớp 11 á, hai đứa học chung. Lúc đó là trong lớp á thì bầu em là phó trật tự. Rồi người này là ngày nào cũng vô sổ hết. Là hai cho em chung tổ á, là người này ngồi bạn nhất, em ngồi bạn thứ ba. Mà người này cứ xuống bạn thứ tư ngồi hoài luôn. Giơ cái chân lên để chọc em á. Lúc đó là em đang viết bài mà hở ra chọc em là cái cây viết á. Rồi em cứ đâm tới, đâm cái chân á. Ngày nào máu cũng đổ hết. Dạ, cũng không tỏ. Coi như là em thù từ năm lớp 9 đó đúng không? Dạ, qua tới lớp 11 gặp lại rồi. Em nghĩ là người ta nói đúng là ghét của nào trời cho của đó là như vậy. Gọi em xuống cái bàn thứ tư là em cố tình mà em chọc. Dạ đúng rồi. Nhỏ này đúng không? Em nói chung là em đi học là em không có sợ cái gì hết trơn, cho nên là sắp em ngồi vậy thôi, còn em ngồi đâu em muốn làm gì là làm. Trời ơi trời ơi trời. Còn cái chuyện nó kéo dài đến bao lâu thì thay đổi? Ghét chuyển sang yêu đó. Chứ. Đầu năm lớp 12 là tụi em quen nhau. Đó ai chủ động tỏ tình? Chồng em là người tỏ tình. Tỏ tình sao? Mà nói chung là cảm động. Là lúc đó là tụi em học thêm. Và bữa đó là trời mưa nên thầy đã dặn nghỉ. Nên không có học thêm. Em cũng có tính là chồng em đã biết rồi. Rồi qua bữa sau chồng em nói nghỉ học mà không nói cho chồng em biết. Là để chồng em dầm mưa dầm nắng đứng chờ em. Nên em cảm thấy là tội nghiệp. Giống như có một người nào đó mà đã làm vậy đối với mình đó, mình thấy tội nghiệp nên em dạ cảm động nên em chấp nhận là quen luôn á. Nhưng mà thật sự khi nào mà quen nhau rồi em mới biết là chồng em nói láo em. Ủa mà sao em biết ổng nói láo? Em hỏi, dạ với lại lúc đó là em có tình cờ là cũng không có hỏi thầy nữa. Nhưng mà sau này khi tụi em ra trường rồi đó, cái nhắc lại kỷ niệm đồ cũ á, cái thầy mới nói là lúc đó là thầy đã dặn hết luôn rồi. Tại vì học thêm là chỉ có 4-5 người à, là thầy đã dặn hết. Coi có số điện thoại là thầy đã điện hết. Nhưng sau này nói lại với chồng em là chồng em đính. Tại vì chồng em đang nói láo quá. Lúc đó sao? Dạ tại vì hai đứa ở hai cái đường khác nhau, đi đến một cái ngã ba rồi ngã ba nó mới đi thẳng để tới cái chỗ học. Cho nên là em nói là hôm đó cũng là trời mưa, cho nên em nói là em đứng dầm mưa em chờ hoài mà chờ hoài không thấy luôn. Mà thật sự em ở nhà em rất mệt, em ngủ. Em chỉ nghĩ là nói chơi vậy thôi mà thật sự là em đâu biết là vợ em tin thiệt. Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm ta? Hơn 6 năm. Dạ. Hơn 6 năm. Tại 3 năm phổ thông với lại tụi em học cao đẳng 3 năm nữa. Mối tình của tuổi mới nhến á. Dạ. Chắc là có nhiều chuyện thú vị lắm đúng không? Dạ. Chia tay mấy lần? Tụi em chia tay chỉ có một lần à. À. Mà trong thời gian là 2 tháng. Chia tay là lý do gì? Kể đi. Lúc học cao đẳng là tụi em cùng học ở Vĩnh Long. Nhưng mà trường của tụi em là khác, là khoảng cỡ 15 cây số mới tới. Em ít xuống chồng em lắm, là tại vì cuối tuần em mới xuống làm đồ ăn cho chồng em. Xong rồi cái bữa đó là cuối tuần em xuống, tình cờ em lục những cái tập vở của chồng em á.
cái em phát hiện là có tấm thư mà chồng em với cái người trong lớp học cao đẳng á, hai người viết qua lại. Dạ đúng rồi, hai người gù ghí qua lại hẹn hò đồ này nọ. Lúc đó em tức lắm, giống như là máu em muốn nổi lên vậy đó. Nói chung là nổi xung thiên lên rồi, bắt buộc chồng em giải thích. Cái chồng em mới nói đâu có gì đâu à, tại lúc đó là chồng em làm lớp trưởng, đa số là gái trong lớp là phải để ý đó. Dạ đúng rồi, ngưỡng mộ. Để hỏi này, lúc mà vợ em lên cơn á, nổi máu điên lên, lúc đó vợ em làm cái gì? Dạ nói chung là đập đồ, tập dở rồi xé làm ghê dữ lắm. Có đập em không? Dạ không, em chạy, em chạy em bỏ chạy. Đó, đập, có người đứng ở đó rồi canh rồi nói hết rồi thôi trở lại chạy rồi. Cái lần đó là lần nặng nhất hay là còn lần nào đó? Dạ còn một lần đó, dạ, là tụi em ra trường xong rồi, lúc đó là tụi em chưa có việc làm, cha với mẹ của chồng em bây giờ là đang làm ở Bình Dương. Cái chồng em đã cũng có xin với cha với mẹ em á là lên trển để ở với cha với mẹ trển này làm. Lúc đó là chồng em ở phòng trọ số 8, là có cái người gái để là ở phòng trọ số 1. Chồng em cứ để ý người đó không mà em chẳng biết. Khi mà lên nó nghe những cái người phòng trọ đó nói là lúc lễ chồng mày không có về, chồng mày vô phòng nhỏ nó đóng cửa lại không. Vô trong đó làm cái gì gái mau? Không, thật sự thì lúc đó là do gia đình em cũng có một số chuyện mà em nghĩ nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chuyện của hai đứa em, thậm chí là không có thể đến cưới hỏi nữa, không có thể đi xa hơn được nữa. Cho nên là nếu mà nói chia tay thì với cái tính cách của vợ em thì chắc chắn là vợ em không có chịu. Cho nên là em mới nghĩ ra là phải làm giống như trong phim vậy, phải làm một cái cảnh mà cho vợ em cảm thấy giống như thật vậy đó. Là em phải quen người gái khác, thậm chí là vô phòng rồi đóng cửa lại làm em làm để cho nhiều người ở trong nhà trọ đó có thể thấy mà gọi là làm nhân chứng đó. Ừ, làm nhân chứng. Dạ, để cho vợ em tin đó, rồi vợ em mới chịu. Lần đó là tụi em chia tay luôn á. 2 tháng xong rồi người này quay về xin lỗi em. Lúc mà em nghe nói ở trong phòng của người con gái đó thì em xử lý làm sao? Là lúc đó là em cũng không chưa có tin nữa. Nhưng mà chiều bữa đó là em chuẩn bị em đi làm rồi, cái chồng em ngủ bên phòng kế bên á, cái em thấy điện thoại chồng em nó có tin nhắn tới. Cái em mới đọc được rằng á là trời mưa rồi anh qua đón em đi. Rồi lúc đó em làm gì? Em đưa điện thoại cho cha với mẹ coi liền. Xong rồi em qua vậy em lôi đầu vậy, chồng em cũng không trả lời. Lúc đó là trời mưa tầm tã vậy đó, là chồng em mặc áo mưa chạy xe đi. Chạy mà em cố gắng em chạy xe mà chạy không có kịp. Sao cái em biết công ty của mấy người đó, em chạy qua là thấy chồng em đang dầm mưa trước công ty để chờ người đó. Là em thấy buồn mà tức lắm, đau lắm mà không biết nói làm sao. Tại vì từ đó giờ quen mấy năm mà chồng em chẳng làm như vậy đối với em, chẳng đưa rước em như vậy đâu. Mà giờ đối với người khác mà chồng em làm như vậy rất là buồn. Đồ đau lắm. Dạ, em chạy lại em nói anh đối xử với em như vậy anh coi được hả? Hồi đó giờ anh có làm với em như vậy không mà giờ anh làm như vậy. Rồi là em chạy thẳng về nhà. Nhưng mà thật sự em đi như vậy, đi như vậy thôi để đi cho có thôi, chứ thật sự người ta đi người ta cũng có xe riêng rồi. Cho nên là em chỉ đi như vậy để cho nhiều người thấy là có đi như vậy, trời mưa vẫn dầm mưa để đi như vậy thôi. Không có gì hết. Thế nhưng mà rồi nghĩ sao mà 2 tháng sau rồi em lên em xin lỗi? Cái việc của gia đình em á là đã cố gắng để giải quyết xong rồi, nó ổn định rồi, cho nên em mới về là xin lỗi vợ em. Tại vì lúc đó là cảm thấy là không thể sống thiếu nhau. Thì lúc đó chồng em nói với em lý do gì mà lúc đó là em cũng không có muốn tha thứ đâu, nhưng mà em lâu lâu em cũng có điện về hỏi thăm mẹ. Cái em mới hỏi với mẹ là mẹ thấy cái bóp của Giang còn hình con không? Cái mẹ mới nói là nó buồn lắm, hình vẫn còn, lâu lâu á cứ lấy hình ra dơ vậy nè, dơ nhìn qua nhìn lại hoài mà buồn hiu à. Cái mẹ nói là nó nhớ con lắm. Rồi mình suy nghĩ lại giờ mình cũng thương quá trời rồi. Sau lần đó là lấy nhau luôn hả? Dạ xong rồi tụi em cũng khoảng cỡ năm mấy á tụi em mới cưới. Rồi về ở với nhau vậy thấy sao? Chưa cưới á cái gì cũng được hết á. Có gia đình rồi mới biết được rằng là chồng em thấy có cái tánh khác. Lúc mà mới cưới xong em á thì lại thất nghiệp. Rồi chồng em mới nói là em cứ ở nhà ăn không rồi gọi không à, không có làm việc phụ chồng em. Nhưng mà em vẫn đi kiếm rồi nhưng mà nó chưa có phù hợp. Mà chồng em hiểu mà cứ chồng em. Rồi mỗi lần vậy thì sao? Tức lên. Dạ, em phải tức chứ. Dạ tức, tại tánh em nóng lắm, tức lên là hai vợ chồng phải cãi. Cãi dạ, cãi đập đồ thì đâu? Cãi qua lại. Đập đồ xong rồi cứ mày tao suốt luôn. Hả? Dạ. Mày tao luôn hả? Dạ. Với lại cái thợ học sinh cũng đã kêu là mày tao quen rồi cho nên là bây giờ không sửa được. Lúc đó cô giận, cô chửi sao đâu vậy? Em không nhớ, em nói chung là đa phần là em sợ lắm. Mỗi lần cái lỗi không bao giờ không có chạy nữa, nhưng mà ngồi giống như là úp mặt vô tường để nghe thôi.
Rất là dễ thương nha. Dạ. Trong khi đó tức là cái gây lộn là do em bị cái gánh nặng em giữ quá đúng dạ. không? Một mình em đi làm mà phải lo hết. Ví dụ như tiền nhà ăn xài các thứ hoặc là đi chơi không đủ. Với lại thêm một phần nữa là em rất là sĩ diện với gia đình em. Trước khi cưới là em nói với gia đình em là em cưới vợ xong đi làm phải là có dư nữa. Cho nên rất là bực bội em. Áp lực. Không muốn về nhà. Là cứ về là phải gây đúng không? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, hiện tại bây giờ thì hiện sao? Hiện tại bây giờ thì tụi em rất là ổn. Bây giờ vợ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Quan tâm em nhiều hơn, là bớt nhằn em đi. Em biết là những lúc em nói sai thì em sẽ cố gắng sửa đổi. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Cái cách nói chuyện với vợ chồng nó phải ngọt ngào, đặc biệt là không được nói mày tao nữa. Hồi nãy khi mới lên đây thì em có hát một cái bài, cái giọng em nó ngọt lắm. Nếu hỏi em tại sao mà thương vợ em đến đi cưới là thật sự một nửa trái tim em là bị chinh phục bởi cái giọng hát. Ồ, đó. Bây giờ mình đã chinh phục được nửa trái tim bằng cái giọng hát ngọt ngào rồi. Bây giờ mình dùng lời nói ngọt ngào mình lấy nốt phần trái tim còn lại đi cưng. Chết luôn á. Nha. Dạ. Đó thì tụi em chỉ có nhiêu đó thôi. Chị nghĩ rằng là tụi em sẽ tự điều tiết được cái cuộc sống của mình. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ, em cảm ơn anh chị. Tìm hiểu nhau thử rồi giờ nếu hợp thì lấy nhau. Hôm đó hẹn nhau thứ sáu cho ba mẹ em coi mắt. Cái mẹ về mẹ nói với ba cũng chịu. Cái rồi chủ nhật đi hỏi cưới luôn. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Hoài Nghĩa, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em hiện giờ là tài xế. Còn em? Dạ, tên Diễm Hương, năm nay 25 tuổi. 25 tuổi? Dạ, quê ở Đồng Tháp. Dạ, lúc trước thì đi học tốt nhưng mà bây giờ thì về nhà. Hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Và ai là người chủ động? Dạ, em là người chủ động. Gặp nhau thì ở trên mạng. Nhưng mà hẹn gặp thì lúc ở dòng xe An Lạc. Là lúc đó trở về ra mắt ba mẹ em. Gặp ba mẹ luôn hả? Dạ. Ủa lạ lùng vậy? Nhanh vậy? Dạ. Rồi nhanh vậy. Quen nhau trên mạng. Thấy đứng sau mà xuất ra đi luôn. Em không biết là dẫn về nhà. Tại vì nói là gì vậy đi chơi thôi. Rồi sau đó về nhà ăn cơm. Hẹn nhau trên mạng bao lâu thì gặp? Khoảng một tuần lễ thì hai đứa nói chuyện qua lại. Cái thì em thì em cũng muốn lấy vợ. Tại em cứ lông bông hoài muốn thay đổi cuộc sống. Rồi vợ em thì cũng muốn vậy đó, lấy chồng. Lúc đó chỉ có mình không muốn lấy vợ thôi. Lúc đó cũng muốn tìm hiểu nhau thử rồi giờ nếu hợp thì lấy nhau. Đó thì cái hôm đó hẹn nhau thứ sáu là trở về nhà em là cho ba mẹ em coi mắt. Mẹ chịu. Cái mẹ về mẹ nói với ba cũng chịu. Cái rồi chủ nhật đi hỏi cưới luôn. Trời ơi. Trời ơi, ông nói giống như lâu lắm vậy đó, quen trên mạng tới một tuần lễ lần. Nhưng mà bên này thì là đồng ý. Đúng không? Dạ. Và cho tiến hành là cái chuyện là cưới liền. Rồi bên gia đình em có chịu không? Dạ. Rồi sao nữa? Rồi cái mới về lại, rồi cái ba mẹ em mới mời gia đình ba mẹ vợ lên chơi. Rồi mới về lại khoảng 4 tháng mấy. Rồi bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ năm mấy rồi. Một năm mấy. Và ở chung với gia đình chồng hả? Ở chung được một tháng mấy thì ra riêng. Anh nghĩ là thì chắc chắn nó phải có chuyện gì. Dạ anh chồng của em thì không có hợp với gia đình của chồng. Cãi nhau tối ngày. Ừ. Tức là không hợp với gia đình của mình. Khắc khẩu với lại cha mẹ anh em luôn. Như vậy là chị có thể hiểu được là bạn chồng là hơi nóng tính đúng không? Dạ. Rồi á, giờ là khi hai đứa tách riêng ra thì cuộc sống nó có hòa bình hơn không? Khủng bố không? Chồng ăn hiếp hả hay sao? Dạ, chồng em tính hay chơi. Đi làm á, có khi nói dối rồi đi chơi. Vậy hả? Dạ. Ủa cái công việc của em là tài xế thì đi suốt mà đúng không? Chỉ chạy bên vật liệu xây dựng á. Đôi khi hết hạn sớm hơn cái giờ về. Thì đó ghé đó, đâu đó chơi cà phê hay là chơi game. Mà vợ đẹp thì xong về chơi với vợ, đi chơi với bạn bè làm chi? Son quá mà đúng không? À, chồng em nóng tính. Mẹ thì lúc nữa. Ở với em thì chồng em có bớt nóng tính không? Hay là có khi nào hai vợ chồng gây lộn với nhau suốt ngày? Dạ có, ngày nào cũng gây á. Ngày nào cũng gây chừng nào. Lý do gì? Rồi với một cái người cao to như thế này nóng tính như vậy có bao giờ mà bụp em chưa? Có. Nhưng mà gây về cái vấn đề gì mà bụp? Chuyện nhỏ xíu thôi cũng gây được. Mấy lần? Chỉ có một lần thôi. Đã anh nóng rồi anh chửi. Em chịu không nổi. Rồi ra lại nói lại cái bắt đầu im hôn không im rồi đánh mày á. Sau mà cái em nói đánh đi. Cũng xưng mày tao trước không à. Rồi đánh rồi đập đồ trong nhà hết trơn. Đập hết luôn? Dạ. Em tức quá chịu hết nổi rồi đánh lại. Hai chồng đánh lộn như nhất vậy đó.
có lần hai vợ chồng nói qua nói lại cái cãi lộn, em giận như em quơ tay qua đó cái cụ chỏ này trúng đầu. Không, mày đánh tao phải nghĩa chụp cái đầu ghi xuống dứt em liền. Vậy á? Dữ vậy đó hả? Rồi cái em mới lỡ tay cái em phản ứng cái em lại em chụp lại tính lại hỏi thăm có sao. Lúc đó chạy vô nội mét nội cái em thấy bà già thật, đi vô mét nội em đi về luôn. Thật có khi nào mà em giận quá rồi em bỏ nhà đi luôn? Tại anh đuổi mình chứ không rồi. Đuổi hả? Đuổi là sao? Mày ở không được mày đi, mày biến đi, mày biến khỏi nhà tao, nhà không phải của mày. Ừ. Nhà thuê mà. Cũng đâu phải nhà của anh đâu. Ừ. Rồi lúc đó làm sao? Cái em điện thoại cho mẹ chồng. Ừ. Mẹ chồng nói ở đó đi, chút mẹ qua mẹ rước. Mẹ chồng qua rước em cái anh nói bye bye nha. Không gặp lại nha. Thôi rồi. Cái điện thoại đó kêu bạn bè lại bài ra nhậu nhẹ. Xong rồi cái về hỏi giờ mày về không? Cái không về, cái em về không, cái nó không về, tự nhiên anh đuổi em đã vậy, em không về, em ở đây với mẹ. Cái đá cái bình nước cái bên đá bung lên trời, cái anh đi tiếp nữa, anh nhậu tiếp nữa. Xong rồi cái quay về hỏi em về không nữa, xong rồi cái đi nhậu tiếp, xong rồi họ xỉn quá trời luôn, về cái quậy với nhà cho mẹ luôn. Qua nhà mẹ quậy tiếp. Dạ. Trời ơi, ông thật không? Là em cho về, là bắt vợ về cho bằng được thì thôi đó, phải không? Dạ. Rồi lúc đó em có về không? Dạ, qua ngày sau thì mẹ kêu thôi về đi, về anh nói anh sửa đổi. Rồi, còn cái chuyện nào mà nó lớn hơn không? Lúc em mang thai bé, sức khỏe em đã không tốt rồi. Bữa đó anh đi chạy xe xong, cái cũng có cả nhà đó, cái anh đi nhậu luôn. Ở nhà hết đồ ăn rồi, em mệt, em đi không được. Anh nói anh giờ về mua đồ ăn cho em với. Anh nói ừ, để hỏi anh về. Về xong là xỉn rồi, đi đâu có nổi nữa. Rồi cái nói qua nói lại cái lấy tiền cái chạy đi mua bia về, ngồi đó nhậu chọc tức em. Rồi em sao? Dạ, rồi em không nói gì. Tại vì anh xỉn nóng lên, nó rất là sợ luôn. Ừ. À, sợ là đập đồ này kia rồi anh không có tự bảo vệ được bản thân mình, rồi làm ảnh hưởng đến em nữa. Ừ. Rồi em không nói hết á. Rồi sáng lại anh đi làm, anh cũng không thèm nói chuyện với em. Sáng là em với đứa em gái, tại bữa đó em gái lên. Rồi thôi hai đứa chị em dọn đồ về luôn. Về quê? Dạ. Về nhà mẹ quê? Dạ. Rồi sao? Rồi cái em nghe về em cũng hết hồn, em bỏ xe em giục em chạy về thấy khóa cửa hết rồi. Ừ, rồi em về nhà gia đình của em ở bao lâu thì hai đứa lại nhập lại? Em ở khoảng tháng mấy á. Ừ. Nhưng mà chồng em xuống á chị, không có vô gặp gia đình của em mà chỉ là kêu em ra ngoài nói chuyện thôi. Ừ. Ủa dạ. Sao vậy? Tại vợ em kể cái chuyện xấu này nọ hết cho ba mẹ em mặc cảm, em không dám vô. Mà em thấy cái chuyện đó là chuyện xấu đúng không? Yeah. Rồi sau đó là thì em đi lên với chồng luôn, thử anh có thay đổi không? Rồi ba mẹ em đồng ý không? Dạ không có nói, em nói gì làm. Em nói đi làm rồi em đi lên đây luôn. Dạ. Như vậy là ba mẹ vẫn còn giận em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bên mẹ của em á thì có giận tụi em không? Cũng có giận, hai đứa cãi lộn nhau có ngày nên hai bên gia đình cũng giận. Giận luôn, coi như là bên nội cũng giận, vợ chồng ở đây, bên ngoại cũng giận vợ chồng. Rồi bây giờ vậy đi, con muốn nhân cơ hội này nói một lời gì đó ba mẹ mình với ba mẹ vợ không? Dạ có. Vậy nói đi xong mình nói chuyện tiếp. Dạ nhân dịp chương trình Vợ Chồng Son này con xin lỗi ba mẹ vợ và cả ba mẹ con và cả vợ con. Con hứa sau này chí thú làm ăn không đi chơi hay bớt đánh nóng lại, biết lo lắng cho gia đình hơn. Con xin lỗi ba mẹ hai bên. Ba mẹ của con xin lỗi. Tại vì con chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà con lấy chồng rồi, nhưng mà con không có muốn gian dở. Con muốn thử có một cơ hội nữa, thử coi chồng con có thay đổi được hay không. Không sao, em cứ việc em không cần phải kìm hãm, kìm nén cái gì hết á. Như thế nào là mình cứ nói ra để cho chồng mình hiểu, cho ba mẹ mình hiểu. Đó. Nhân cái dịp này em nói hết cho chồng nghe. Em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Dạ, em muốn chồng bớt em chơi lại, đừng có đi chơi bắn cá nữa. Có nhiều tiền em đi chơi bắn cá hết rồi, ở nhà trọ, nhà thuê á, không có đủ tiền xoay sở cuộc sống của ai đứa. Ừ. Anh nóng tính lắm, nhậu nhiều lắm. Em mới kêu là thôi đừng có nhậu nữa. Cái mà bớt nhiều rồi, nhưng mà lâu lâu giận lên là cứ đi nhậu vậy. Em sợ chồng nhậu lên á, giống như là không phải là chồng nữa. Giống như là một con quái vật kia. Muốn ăn tươi nước sống thì khác á. Rất là sợ. Lúc tỉnh rượu, lúc không có nóng nữa thì là biết, là xin lỗi. Rồi bây giờ chồng có muốn nói gì với vợ thì nói đi. Anh biết anh sai rồi.
Cho anh một cơ hội để sửa sai đi. Chị nghĩ là như vậy nè. Nghĩa thì không khéo ăn khéo nói đâu. Hồi nãy cái câu mà xin lỗi của Nghĩa, chị nghĩ là từ đáy lòng, có nghĩa là thực sự là muốn xin lỗi và cũng cảm thấy là những cái gì mà mình đã làm với gia đình nhỏ của mình, với vợ của mình, là Nghĩa đã thấy cái sai của Nghĩa rồi, đúng không em? Dạ. Yeah. Nghĩa thấy rồi đúng không? Ừ. Đó. Và có một điều như vậy nè, đây là cái người mà gọi là không có giữ cái gì ở trong bụng được, bực là phải nói, lên cơn điên là phải bộc lộ ra, giống như là một cái núi lửa vậy đó, là đang nóng đang tức đây, thì cái gì để mà triệt được cái núi lửa đó là phải là nước. Chứ bây giờ một cái núi lửa mà nó đứng kế một cái núi lửa nhỏ hoặc là một cái bếp nhỏ thôi, nó cũng có thể tạo thành cái hỏa hoạn rất là lớn. Thì ở đây á, con người của Nghĩa thì chị nghĩ là không có giả dối. Chỉ có cái điều là khi mà rượu vô đó thì đúng như là vợ em nói á, em còn là em nữa, em bị nó điều khiển. Yeah. Chính em cũng hiểu được điều đó, đúng không? Thì bây giờ cái tần suất nhậu của em bớt lại. Và em đừng trêu tức vợ em bằng cách là em nhậu nữa. Hiện giờ là Nghĩa có một cái vậy nè, là biết vợ ghét nhất cái gì? Là ghét nhất là mình nhậu, đúng không? Yeah. Chọc tức, tôi biết bà ghét, tôi nhậu cho bà ghét hơn. Anh nói thích chọc cho em bị nổi điên lên. Thì đó, chọc cho bà nổi điên lên. Đó, đó, rồi ha, mà bà chưa hết điên đúng không? Tôi đi mua rượu tiếp, tôi để cho bà điên hơn nữa, đúng không nè? Yeah. Bỏ rồi, từ lúc đó là em bỏ rồi. Thì đó, thứ nhất là Nghĩa đừng có chọc tức vợ em nữa. Giống như là mình nó khôn ngoan, mình đối đáp người ngoài. Yeah. Hiểu không? Cái người mà để mà mình thắng á, là vợ mình, thì mình thắng rồi mình cũng đâu thấy gì là vui vẻ đâu. Yeah. Là mình là người chồng, mình phải nhận thức được cái điều đó. Yeah. Đó là về phía Nghĩa, em bớt nhậu lại nữa. Và em luôn luôn trong đầu em phải nhớ nè, bây giờ là phải bảo vệ vợ, sau này là phải bảo vệ con. Yeah. Đúng không? Chị đảm bảo với em, con người này á, mà khi ra đường mà ai mà đụng gì tới em là lấy cả mạng sống của mình ra mà bảo vệ cho vợ đó. Còn về phần mình đã biết cái yếu điểm của chồng mình như vậy rồi á, thì theo chị thôi mình đừng đối kháng nữa. Lúc xỉn rồi mình chăm sóc cho ảnh, mình đừng có gây lại nữa. Cho ngủ đi, ngày mai nó hết rượu tỉnh táo, lúc đó mình nói. Ví dụ trước khi mình nói, mình sẽ nói là Nghĩa, em muốn nói chuyện với anh một chút, mà anh hứa với em là anh đừng nóng thì em nói. Còn nếu mà anh nóng lên em ngưng không nói nữa. Và em cứ nhớ từ cái mốc ngày hôm nay, cái lời hứa của Nghĩa với cha mẹ của mình, cha mẹ của Nghĩa, và hứa với bản thân mình á, thì lúc nào mà Nghĩa chuẩn bị lên cơn á, thì á, em nhắc lại, Nghĩa nhớ nha, bữa đó là Nghĩa hứa vậy rồi. Và đây là giống như là mình đã đang ở cái gọi là cái cơ hội cuối cùng để mình tìm lại nhau. Mà nếu mà Nghĩa không có thỏa hiệp với em á, thì coi như tụi mình bó tay. Đúng không? Thì Nghĩa nhớ cái đó nha Nghĩa. Thôi bây giờ dày đi, trước mặt bao nhiêu người nè. Bây giờ em hứa với vợ và hứa với mọi người là không bao giờ động thủ với vợ nữa. Hai đứa đứng lên nắm tay nhau đi. Em cho chồng một cái cơ hội. Chồng xin hứa với vợ không bao giờ động tay động chân với vợ nữa. Sẽ hạn chế nhậu nhẹt lại giữa mình. Sẽ không đập đồ này nọ trong nhà nữa. Ngồi hứa cái với ba mẹ vợ. Nhân dịp chương trình này con xin hứa với ba mẹ là con sẽ luôn luôn bảo vệ vợ con. Đúng. Con gán lo làm ăn. Rồi, ôm vợ đi, ôm vợ cái nào. Và cái thưa quý vị, người ta hỏi chúng tôi rằng điều đặc biệt nhất của chương trình Vợ Chồng Son đó là cái gì? Không phải là cái chuyện nói xấu nhau đâu, không phải là những chuyện mong muốn thay đổi đâu. Đó là những khoảnh khắc như thế này. Và cái lời hứa này nó là động lực để cho hai vợ chồng của bạn càng ngày càng hạnh phúc với nhau. Rồi, cảm ơn hai em nha. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đau lưng lại. Đau lưng lại nha. Dạ, nghe kỹ câu hỏi. Vợ của bạn cao bao nhiêu? Vợ của Nghĩa cao bao nhiêu? Quay qua 1m56, 1m57. Còn bên này, vợ của bạn cao bao nhiêu? 1m53. 1m5. Trời ơi. Rồi, mời hai em chồng quánh cầu xì đi. Mời mời, 1, 2, 3. Oh, mời cặp vợ chồng của bạn chọn đi. Màu nào? Màu đỏ. Màu đỏ. Nghĩa, màu gì? Màu hồng. Đợi chưa? À, mời màu vàng nha. Thử mà chị Vân sẽ mở trước. Mời quý vị khán giả đếm nào. 1, 2, 3. Hồi hộp quá, không biết gì.
Mời hai cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng quà. Chuẩn bị mở nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết.